Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cập nhật về động đất ở Đài Loan, Trung Quốc còn có khả năng rung chấn. Liên quan đến vụ động đất kinh hoàng ở Đài Loan, Trung Quốc, đến thời điểm hiện tại, theo giới chức địa phương, đã có hơn 800 người thương vong và hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, sáng ngày 3 tháng 4 đã xảy ra các trận động đất với cường độ lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng hầu hết các khu vực của Đài Loan, Trung Quốc. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin, kịp thời ứng phó tình hình. Đến nay chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và Philippines sẵn sàng chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân sau khi chính quyền nước này đã phát cảnh báo sóng thần. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn liên quan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc chặt chẽ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại +886 933 262 836 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 848484. Bên cạnh đó, thông tin mới nhất là các tàu đang được huy động để cung cấp những gì cần thiết cho huyện Hoa Liên của Đài Loan, Trung Quốc và sửa chữa một phần tuyến đường sắt trong ngày 4 tháng 4. Thông tin trên do ông Vương Quốc Tài, người đứng đầu Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan, cung cấp. Tuy nhiên, theo hãng tin Đài Loan CNA, ông Vương tỏ ra không mấy lạc quan về việc mở lại các con đường nối khu vực bờ biển phía đông với huyện Nghi Lan và khu vực phía bắc. Ông giải thích rằng hàng chục cơn dư chấn xảy ra sau trận động đất mạnh 7,2 độ sáng ngày 3 tháng 4 nên việc điều đội sửa chữa đường vào khu vực là quá nguy hiểm. Thêm nữa, rất khó để đánh giá xem việc sửa chữa đường sẽ mất bao lâu vì chưa có đội nào đến được địa điểm cần thiết. Các tuyến đường sắt đến Hoa Liên cũng bị gián đoạn. Có nhiều báo cáo về việc đá rơi trên đường ray ở một số nơi. Ông Vương nhấn mạnh giao thông đường sắt sẽ được ưu tiên khôi phục. Dự kiến đến trưa ngày 4 tháng 4, các đoàn tàu sẽ có thể hoạt động trở lại. Cơ quan Giao thông Vận tải cho biết một con tàu chở hàng hóa đã rời cảng ở huyện Nghi Lan để đến cảng Hoa Liên. Một con tàu khác đang trên đường từ thành phố Cơ Long đến Hoa Liên. Vì sân bay Hoa Liên không bị hư hại nên hàng cứu trợ cũng được vận chuyển bằng đường hàng không. Trong khi đó, các xe tải chở nước đã được điều động để cung cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng. Theo mô tả của hãng tin Reuters, khi màn đêm buông xuống, một số người dân phải qua đêm trong lều và những nơi trú ẩn khác. Giữa lúc ấy, lực lượng cứu hộ cố gắng chống đỡ những tòa nhà bị hư hại, phá hủy những tòa nhà được cho là không thể cứu được. Thị trưởng thành phố Hoa Liên, Từ Trần Úy cho biết tất cả người dân và cơ sở kinh doanh trong các tòa nhà đang trong tình trạng nguy hiểm đã được sơ tán. Thị trưởng cho biết công việc phá dỡ đang bắt đầu ở 4 tòa nhà. Giới chức cũng sơ tán khoảng 70 người, trong đó có 2 người Đức bị mắc kẹt trong các đường hầm gần Hoa Liên. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không liên lạc được với 50 công nhân đi trên 4 xe buýt nhỏ đang trên đường tới một khách sạn tại công viên quốc gia Taroko, Goge trong thời điểm xảy ra trận động đất. Trong khi đó, 80 người bị mắc kẹt trong một khu vực hầm mỏ, nhưng chưa rõ những người này có đang ở trong hầm lúc xảy ra động đất hay không. Do rủi ro vẫn còn từ các cơn dư chấn và đất đá sụt lở trong những ngày tới, giới chức Đài Loan cảnh báo người dân nên tránh xa công viên quốc gia Đài Loan và những tuyến đường miền núi xa xôi. Theo CNA, đến nay có ít nhất 9 người chết, 1.011 người bị thương và 143 người bị mắc kẹt do động đất. Các trường hợp tử vong đều ở Hoa Liên. Về điện nước, Cơ quan Kinh tế Đài Loan cho biết 371.869 hộ gia đình bị mất điện, 14.718 hộ gia đình bị cắt nước. Động đất cũng dẫn đến cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản và Philippines. Tại Nhật Bản, lệnh sơ tán đã được ban bố cho cư dân tỉnh Okinawa ở phía nam. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, JMA, một cơn sóng thần cao 30cm được ghi nhận trên bờ biển đảo Yonaguni khoảng 15 phút sau động đất. Nhà chức trách lo ngại nguy cơ xảy ra sóng thần cao đến 3m nhưng rất may là điều đó đã không xảy ra. Cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản được dỡ bỏ trước buổi trưa cùng ngày. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi lời chia buồn, đồng thời khẳng định Tokyo sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan. Còn tại Trung Quốc đại lục, sự rung lắc cũng được cảm nhận ở thành phố Thượng Hải và một số tỉnh như Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Trung tâm cảnh báo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về sóng thần ngay sau động đất, sau đó hạ xuống mức màu cam trước khi dỡ bỏ. Bà Du Feng Lian, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết Bắc Kinh rất quan ngại về tình hình và sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai.
Cập nhật mới nhất về vụ động đất ở Đài Loan, Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan ngày 3 tháng 4 cho biết, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh đã tăng lên 9 người, trong khi hơn 800 người bị thương và hơn 50 người mất tích. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố, nước ông sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất mạnh kể trên. Ông Kishida viết trên mạng xã hội X, "Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về trận động đất. Trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển Đài Loan sáng ngày 3 tháng 4 là trận động đất mạnh nhất tấn công hòn đảo này trong ít nhất 25 năm qua. Cảnh báo sóng thần được ban bố cho miền Nam Nhật Bản và Philippines nhưng sau đó được dỡ bỏ. Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Hoa Liên. Trong số 7 người thiệt mạng, tính đến đầu giờ chiều ngày 3 tháng 4, giờ địa phương, có 3 người bị đá đè chết khi đi bộ đường dài qua những ngọn đồi xung quanh Hoa Liên và một tài xế xe tải thiệt mạng vì lở đất. Trong một diễn biến liên quan, nhiều người Việt sinh sống tại Đài Loan, Trung Quốc không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến trận động đất mạnh 7,4 độ và nhiều cơn dư chấn sáng ngày 3 tháng 4. Anh Phan Tấn Phát, người đang làm việc và sinh sống tại thành phố Tân Trúc, phía Tây Hoa Liên, nhà sáng lập công ty du lịch đặt xe tại Đài Loan cho biết, Hoa Liên là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong trận động đất, nhiều nhà cửa sụp đổ khiến người dân phải sơ tán. Trả lời báo Người Lao Động, sau khi trận động đất xảy ra vài giờ đồng hồ, anh Phát, người sinh sống tại Đài Loan 12 năm, cho biết, "Tôi nghĩ rằng ai cũng hoang mang khi trận động đất xảy ra, vì đây là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng cảm nhận và nhiều cơn dư chấn còn kéo dài đến lúc này." Theo anh, hầu hết người dân tìm nơi trú ẩn trong lúc xảy ra động đất. Nhà cửa ở Đài Loan xây kiên cố nên chỉ cần ẩn nấp để tránh vật dụng rơi xuống và chưa đến mức phải sơ tán toàn bộ. Một số khác thì chạy ra khỏi các tòa nhà. Tại nơi anh Phát sinh sống, bảo vệ khuyến cáo người dân không sử dụng thang máy. Trong nhóm ăn chơi Đài Loan trên Facebook do anh Phát làm quản trị viên, nhiều người Việt sống tại Đài Loan không khỏi sửng sốt khi trải qua cơn địa chấn mạnh. Một thành viên sống ở chung cư tại Đài Bắc kể lại rằng đồ đạc trong nhà rơi rớt khi tòa nhà rung lắc mạnh. Bên cạnh đó, một phần mái của sân bay quốc tế Đảo Viên bị sập khi động đất tấn công. Giới chức sân bay thông báo, họ cho biết thêm hiện chưa có báo cáo về thương vong ở hành khách. Một số đoạn đường cao tốc thuộc vùng núi Hoa Liên và miền Trung Đài Loan đã bị cấm lưu thông bởi chúng bị lõm một phần hoặc bị lấp đầy bởi đá rơi, cảnh sát cho biết. Công ty điều hành đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết chưa có thiệt hại hay thương tích nào được báo cáo trên các đoàn tàu của họ. Tuy nhiên, các chuyến tàu sẽ bị hoãn để kiểm tra. Nhiều khu vực bị mất điện khi trận động đất bắt đầu, song nguồn điện hầu như đã được khôi phục vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương, công ty điện lực Đài Loan thông báo. Theo South China Morning Post, đây là trận động đất mạnh nhất mà Đài Loan hứng chịu kể từ năm 1999 khi trận động đất mạnh 7,6 độ cướp đi sinh mạng của gần 2.400 người và phá hủy 5.000 tòa nhà. Tác động của trận động đất hôm 3 tháng 4 có thể được cảm nhận ở Nhật Bản và ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc đại lục, bao gồm Thượng Hải, Tô Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu và Sán Đầu. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Trung Quốc đã ban bố cảnh báo sóng thần cấp độ 1, tức báo động đỏ, mức cao nhất trong thang báo động 4 cấp độ. Cơ quan này khẳng định trận động đất sẽ tiếp tục gây thiệt hại đến các khu vực xung quanh Hoa Liên, bao gồm cả phía đông của Đài Bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với đảo Miyako và đảo Okinawa vào khoảng 8 giờ, không loại trừ khả năng sóng đạt độ cao 3 mét, NHK đưa tin. Một giờ sau, Manila ban bố cảnh báo sóng thần và ra lệnh sơ tán các khu vực ven biển theo Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines. Sau đó, trong sáng ngày 3 tháng 4, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản Philippines đã hạ cấp nguy cơ sóng thần. Đến chiều ngày 3 tháng 4, giờ địa phương, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Truyền hình Đài Loan chiếu cảnh các tòa nhà bị đổ nghiêng ở Hoa Liên. Nhân viên bệnh viện ở Đài Bắc, Trang Yulin, 60 tuổi, nói, trận động đất rất mạnh, cảm giác như thể ngôi nhà sắp sụp đổ. Nhà lãnh đạo mới đắc cử của Đài Loan, Lại Thanh Đức, dự kiến đến thăm Hoa Liên trong ngày 3 tháng 4. Cơ quan quản lý thời tiết Trung ương Đài Loan cho biết, trận động đất làm mất điện ở một số khu vực của Đài Bắc. Một đoạn video cho thấy, lực lượng cứu hộ sử dụng thang để giúp những người mắc kẹt thoát ra từ cửa sổ. Sau khi ghi nhận rung lắc do động đất, hệ thống tàu điện ngầm ở Đài Bắc đã đóng cửa một thời gian ngắn để sơ tán hành khách, sau đó mở lại hầu hết dịch vụ. Ông Wu Qianfu, giám đốc trung tâm địa chấn thuộc cơ quan quản lý thời tiết Trung ương Đài Loan, cảnh báo khả năng sẽ có những trận động đất mạnh từ 6,5 đến 7 độ trong 3 ngày tới ở khu vực tương đối gần đất liền. Theo một nhân chứng của Reuters, các dư chấn của trận động đất vẫn có thể được cảm nhận ở Đài Bắc, với hơn 50 dư chấn được ghi nhận. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trận động đất được cảm nhận ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Một nhân chứng của Reuters cho hay, trận động đất cũng được cảm nhận ở Thượng Hải.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.